Hiếu Minh Lô xin mến chào được bác và tất cả các anh chị âm thanh trên mọi miền Tổ quốc nhé. Và trong video này em trân trọng được review đến toàn thể các bác một mẫu loa bãi mà bản thân đối dòng này em đã về được bán trước đó được 5-6 tháng, cũng như là em về được tổng cộng là 2 lô rồi. Mỗi lần trước một lô lần đầu tiên là em có nhớ kênh em quay rồi đấy là 50 đôi, và một lần thứ hai là giờ 20 đôi, và hôm nay em về tiếp tục được khoảng 13 đôi thôi các bác ạ. Để của các bác và có 2 tông màu, đó là thùng màu đen và thùng màu trắng. Thì thùng màu đen này được số lượng là được 13 đôi thì một nửa cho 50-50, một nửa là màu trắng và một nửa màu đen, nhưng quan trọng là thùng quách hàng đẹp, hàng tuyển đẹp nên là rất là đẹp các nhé, thùng quách không bị xước xát gì cả, rất là đẹp, gần như hàng rất là đẹp các nhé, bãi như chất rất là đẹp, các nhìn chỉ bám một tí bụi thôi để các bạn. Và đây là hàng bãi xịn thương hiệu của Mỹ bác nhé, dòng loa D5 quá quen thuộc các bác rồi. Với dòng này thì cho tiếng bát cũng như tiếng bát rất là sâu, cũng như tiếng chép rất là sáng, vì như các bác nhìn kia nó sử dụng của một củ chép leo lớn bác nhá. Các bác có nhìn kia tưởng là từ thường nhưng thực ra đây là củ chép leo lớn, các bác cùng nhìn này. Một cái mức giá rất là bình dân, một cái giá rất là hợp lý mà Hiếu Minh đang đưa ra, nhất là thời điểm bây giờ là hàng nhất là trên biên đang cấm, cũng như là không gần như trên thị trường không có hàng, và những cặp loa chất lượng như này thì hàng về cũng rất là ít thời điểm này bác nhá. Thì như biết thì đối hàng bãi thì em sẽ bao xịn, như các bác nhìn đây vẫn còn nguyên. Và đối với những dòng loa D5 này thì các bác mua rất nhiều bên Hiếu Minh có biết rồi, tất cả chân củ tép hay củ bát nó đều hàn liền đúng không nhé, hàn liền đấy. Nhìn keo sử dụng một củ tép leo cực lớn, nó đường kính nó rộng 12-13 cm. Củ tép leo này nó tương đương với củ tép leo 40 bên cửa hàng Minh đang bán, là củ tép leo của JBL 715. Đấy, bác tưởng tượng cái bát 30 là sử dụng củ tép leo rất là lớn, và củ tép này tất cả bằng cao không nhé, cực kỳ chất lượng dày. Với đây nó theo dường 3 lớp 5 châm trắng 3 tầng. Và đối với cái ba củ bát cũng như củ tép này là củ bát củ tép nhập made in USA, nhà củ bát củ tép này được sản xuất tại Mỹ bác nhé, tại Mỹ, và của công ty Antec nhập bác này. Đấy, nhìn rõ này. Model thì cái mã này nó là cái mã khỏe, mã cào không biết mã cào không, nhưng nó sẽ check bằng một cái ở đây chắc là check bằng QR code chẳng hạn. Củ bát vậy, các bác nhìn bên đây USA model, ở đây nó qua có một lớp, đây nó check bằng nhiệt, check tầm than bác nhá, được nhập bởi Antec. Và cái xương xương đây nó sử dụng đây là 2, 4, 6 xương, 6 xương nhưng mà xương đôi bác nhá, các bác nhìn này, nó xương đôi nhìn rất là gấu và ngầu. Vì thực ra cặp loa này em đã có rất nhiều bài test cũng như là bài review rồi, nhưng cái đó là cái kinh cũ em. Như biết thì cái lúc gần sắp Tết 25-26 Tết là kinh em bị hack mất một kinh cũ, bởi em gây dựng mấy năm trời, và bây giờ em đang review lại ở kinh mới. Rất mong sự ủng hộ các bác, cũng như báo cáo các bác là bên Hiếu Minh đang về một loa bãi cực kỳ chất lượng. Để các bác nhìn trên đây có mã vạch các bác nhé, CD này. Và đối với dòng của các dòng loa bát hay loa tép của Mỹ được sản xuất tại Mỹ, như em thấy như em bên em hay nhập các dòng JBL có biết rồi, cái em bán rất đa dạng các mẫu loa, chuyên những dòng karaoke, thì những dòng thiểu minh thuộc chung thì trên các cái từ bát đều nó có cả mã trên cả cái phần màng loa đó nhé, tránh tình trạng là các bác có thay màng không để được. Đấy, có lý đây. Đấy, mã CD trên màng nào cũng có nhé. Đấy, mã số đây, đặc thù là đặc chất những sản phẩm loa hay bát sản xuất tại Mỹ. Và sử dụng đây là một cái bát, đây là gân lụa tẩm dầu 2 lớp dày màng bóng. Cái màng bóng này có thể là nó là một cái lớp dầu bóng, đây nó là thứ nhất là dưỡng gân và dưỡng cả màng, nó hơi nhẹ nhàng một chút bao nhiêu này. Ấn em cảm tưởng nó có một lớp hơi dính nhằm nhám một chút. Đấy, có thể chống được nước nhẹ không nhé, chống nước được, nói chung chống nước được. Con này sử dụng đấy côn 76 nhé, côn rất lớn, phát 30 từ mình, con này xem từ bao nhiêu, hai lần anh với quên đúng đo từ bác, lần anh sử dụng bát từ, con này bát từ 19 bác nhé, bác nhìn găng tay em này, đấy khỏi đo bằng thước luôn, 19-20 gì đấy, găng tay em nó rơi 22, 19-20, từ 19 họng 76, tép đây tép từ 12, tép leo rất là hầm hố, tất cả bát tép nhập hết,
thùng quét màu đen, thùng cân. Thùng cân này nó giống thùng cân, em thấy cái túi thùng này nó kết cấu giống như cái dòng loa chính hãng như Motivity. Cái tố dần tương tự bác nhá. Nói chung là giống lắm bác ạ. Cái tố dùng giống. Đấy. Và hai hông của nó bác nhìn nhá, nhìn kỹ này. Hai hông. Cái này bằng sắt bác nhá, hai hông này nó bằng cái hình tay nắm gấu. Tay như bàn tay gấu này. Bên trong này là cái hốc của nó với cả cái tay nắm này bằng sắt bác nhá. Bằng sắt bác nhá, nó nhà hàng xịn sò nó bắt đầu bằng sắt. Đấy. Cái quả nó quay luôn, review của bác luôn. Phía sau đây. Nó đây 5 này. Và chạy hai quay. Nghĩa hai đường tiếng. Design funky. Đây sản xuất với công nghệ của Pháp bác nhá. Sản xuất với công nghệ của Pháp. Tôi sẽ nhấc để các bác cùng xem phần phân tần. Các bác nhìn kết cấu thùng này. Và các bác lưu ý nhá. Dòng loa bên Hiếu Minh và đối dòng loa bãi này nó sử dụng tất cả các ốc là ốc lục có gen cũng như là nghe ốc lục nó bắt gen ở dưới đó này. Và cái thứ hai nữa là gì? Là thùng này nó bằng thùng gỗ ván ép bác nhá. Thùng gỗ ván ép là nó sẽ có tác dụng là gì? Nếu là các em đi sự kiện hay bác thể ra chơi gia đình thì cái thùng gỗ ván ép thì nó sẽ chịu được nước bác nhá, chịu nước không bị rộp bong tróc. Đấy, làm họ làm rất là chi tiết bác nhỉ. Tất cả các điểm đây mình quay hơi tối, điểm đây bắt hết bằng các tấm gỗ, họ bắt bằng các ke chữ T, V họ bắt ốc này. Với các bác nhìn rõ không? Đấy, bác nhìn rõ thì tôi. Đấy. Còn củ bát đây. Và phân tần. Rất nhiều bông tiêu âm. Rất nhiều bông tiêu âm bác nhé. Đấy, về cơ bản đã review. Và bên dưới đây thì để hông nó. Nó có cái que đấy, có cái ống này. Ống này để bác có thể là cắm que chân chống loa hoặc các tiếp lối từ điểm súp lên. Đấy, rất tiện lợi. Như rồi em đã review xong nội thất đối với sản phẩm loa này, review lại để các bác có nhu cầu thì liên hệ cũng như em sẽ test chất âm không nhé. Vâng, bây giờ em xin phép mời các bác cùng lắng nghe một ca khúc BO nhạc nhẹ bác nhé. Em đang test chay thôi bác nhé, test chay cục đẩy một cặp loa D5. Tại em đang test là cục đẩy Yamaha XP8000S. Đấy, bây giờ em sẽ test luôn, các bác cùng lắng nghe. Và không cần qua một xử lý một thiết bị âm thanh nào khác như là lâng hay là lọc hay là vang cả. Test chay đẩy không thì bác cùng lắng nghe cái chất âm thực tế của cái dòng loa này. Chất lượng thương hiệu của Pháp, như là đây là thương hiệu của Pháp bác nhé, nhưng cái từ cái bát tép đều nhập bởi tại Mỹ. Các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên cửa mình qua hai số hotline đây. Thì đối với sản phẩm loa bãi thì bên cửa mình sẽ bảo hành bác 3 tháng bác nhé, 3 tháng. Đấy. Các bác yên tâm sử dụng. Video của mình kết thúc và cảm ơn các bác đã xem một video của mình và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác nhé.